UpDAT School of Gifted Education khai trương cơ sở mới, đánh dấu bước tiến quan trọng của UpDAT Educational Group. Hệ sinh thái UpDAT hiện đang cung cấp các khóa học âm nhạc, mỹ thuật và Anh ngữ. UpDAT School of Gifted Education là đơn vị tiên phong kết hợp giáo dục Anh ngữ và hỗ trợ học sinh Việt Nam tiếp cận các môn học trong chương trình phổ thông Mỹ theo hình thức hoàn toàn offline. UpDAT được xây dựng trên nền tảng từ UpDAT Group với gần 12 năm kinh nghiệm trong giáo dục âm nhạc và mỹ thuật. UpDAT School of Gifted Education là mô hình mới của UpDAT Group, cung cấp các chương trình phong phú như Excellence Scholar và Advanced Excellence, giúp học sinh từ 5 đến 18 tuổi phát triển toàn diện từ khả năng ngôn ngữ và tiếp cận được chương trình phổ thông Mỹ của trẻ em bản địa. UpDAT tiên phong trong việc giáo dục Anh ngữ, giúp học viên tiếp cận các môn học trong chương trình phổ thông Mỹ. Tôi nghĩ là giá trị lớn nhất mà UpDAT mang lại cho người học đó là sự an tâm. Trường hợp tác với Excellence Academy, ứng dụng nền tảng học tập Excellence phát triển bởi Viện Khoa học và Công nghệ Quốc tế Mỹ, đảm bảo chất lượng giáo dục với các môn học cốt lõi như toán, ngôn ngữ, khoa học và xã hội học, cho phép học sinh học linh hoạt theo tiến độ cá nhân. Ngoài ra, trường sử dụng hệ thống quản lý học tập tích hợp để giáo viên theo dõi tiến độ học tập và giao bài tập. Các công nghệ giảng dạy tiên tiến từ Mỹ được áp dụng nhằm tăng tính tương tác cho bài học. Cơ sở mới sẽ góp phần vào sự phát triển của môi trường dạy và học tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.